Rồi giờ anh gửi cái clip 8 tấn dài cho anh Hồ Văn Ái thôi. Đi về Đắk Lắk. Nhà xe loan sáng về Đắk Lắk. Tích ly. Tính từ cái không có tính từ cái chỗ vô lầu ra này, tính từ ngày này thôi nha. Tới ngày này là nó khoảng 620 ly. Thấy không? Là 620 ly, anh thấy không? Rồi nó dài tới đây thôi nha, đừng cố gắng lên nữa anh nha. Kéo dài lên đây, kéo dài lên đây. Ra được khoảng 535 ly nữa, anh thấy không? Đây nữa nè, 535 ly. Tổng chiều. Tổng chiều dài là nó khoảng có tổng chiều dài nó 111 mấy. Rồi xả đóng.